Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái cô này thông tin chi tiết về tang lễ. Kính thưa quý khán giả, cô này để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân và con cháu. Nay gia đình chia sẻ cái cháu hó thông tin chi tiết về tang lễ như sau. Cô tên thật là Bùi Thị Kim Loan, đã trừ trần vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 8 2024, nhằm ngày mùng 2 tháng 7 năm Giáp Thìn. Hướng Dương được 37 tuổi, tuổi là tuổi Mậu Thìn, sinh 1988, quê quán ở ấp Hội Thành, xã Tây Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Lễ nhập quan vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn. Lễ an táng vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Qua thời gian cô đã lâm bệnh tim. Thank you.
Rồi, đây các bạn. Rồi mấy anh đem quần áo mùng mà anh gì đem theo tham gia rồi. Rồi hỏi chiếu cũng tải cái hàng đem mua dán ngoài. Thank you.